Xin chào quý thầy cô. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách để chúng ta có thể dạy online bằng phần mềm Microsoft Teams. Thì bước một thì thầy cô hãy vào Google Chrome của mình nhé. Thầy cô search là Microsoft Teams. Thầy cô ấn vào cái link đầu tiên. Thì thầy cô tải cái phần mềm Microsoft Teams về để cài đặt. Thì sau khi thầy cô ấn vào rồi ấy, thì thầy cô ấn vào phần tải xuống tim này, tải xuống tim này, và thầy cô ấn tải xuống này, tải xuống tim này, và lập tức là nó sẽ có cái download ở đây. Thì thầy cô chờ nó download xong thì cái quá trình này nó sẽ mất khoảng tầm gần 1 phút thôi, chờ 1 phút thôi. Để dạy online thì các thầy cô lưu ý là các thầy cô phải có một cái file PowerPoint để bài giảng của mình. Đó, tất cả cái này thì ai cũng phải có. Thì tí nữa em sẽ hướng dẫn sau cái phần PowerPoint đó mình để mình chiếu như thế nào. Rồi sau khi chúng ta đã tải xong Microsoft Teams rồi thì chúng ta mở lên để chúng ta cài đặt. Thì ấn vô thôi, chỉ cần ấn vô thôi và chúng ta cài đặt. Thì sau khi quá trình nó cài đặt xong ấy thì nó sẽ hiện một cái biểu tượng Microsoft Teams trên màn hình của thầy cô. Và lúc đó mình sẽ sử dụng đây, nó đã hiển thị lên màn hình của chúng ta Microsoft Teams. Rồi. Tiếp theo là chúng ta đến phần đăng nhập. Thì ở trong cái đính kèm của chúng ta thì sẽ có một cái file thông thông tin giảng viên. Mà em đã úp sẵn thì các thầy cô sử dụng cái mở cái file lên và các thầy cô tìm tên của mình, tìm tên của mình để đăng nhập. Ví dụ đây em là Hà Bắc thì em sẽ dùng cái Hà Bắc này, Hà Bắc copy ra đánh giá vào đây đăng nhập. Rồi, mật khẩu thì của thầy cô nó sẽ có sẵn cái bên này, thầy cô chỉ việc copy vào thôi. Và thầy cô lưu ý chỉ cần đăng nhập một lần trên thiết bị của mình thì sau này các thầy cô không không phải làm lại nữa. Rồi, sau khi thầy cô đăng nhập vào đây rồi thì tiến hành cái bước tiếp theo á, thầy cô sẽ tạo cái lớp học phần của mình bằng cách là tạo nhóm. Thì để làm được điều này, thầy cô sẽ vào cái trang eGOD của mình để xem lớp học phần của mình. Ở đây chúng ta đăng nhập eGOD của mình ha thầy cô ha. Sau khi đăng nhập xong thầy cô vào phần xem điểm, nhập điểm từng kỳ. Nhập điểm từng kỳ. Thầy cô vô cái kỳ 2 của mình ấy. Thầy cô xem à kỳ 2 của mình dạy những lớp nào. Khóa cơ bản này. Kỳ 1 chứ. Vô kỳ 1 vì môn văn hóa mình là kỳ 1. Thì thầy anh như em là vô phần môn toán. Và chúng ta sẽ có tất cả những cái lớp của chúng ta dạy ở đây. Thì ở đây em đã tạo được lớp dược, lớp kế toán và lớp quản trị kinh doanh rồi, và chỉ còn lớp chế biến món ăn làm chưa tạo, thì em copy nguyên cái lớp chế biến món ăn này, cái hàng này vô copy, và em sang đây em phần tạo nhóm. Ở đây có ấn vào nút tạo nhóm trên này, tạo nhóm, tạo nhóm lớp học. Thầy cô điền tên, thầy cô dán cái thầy cô vừa copy vào, và thầy cô gạch cách ra gạch ngang một cái. Thì môn là thầy cô ví dụ như môn toán thì em ghi là toán 1, môn văn thì môn văn 1, môn lý thì môn lý 1, và thầy cô chọn tiếp theo để thầy cô tạo. Tiếp theo là đến cái phần thêm học viên. Thì ở trong cái lớp của thầy cô á, thì chúng ta đã có sẵn học các mã số sinh viên đây, thì thầy cô copy từng mã số sinh viên một để thầy cô dán vào, dán vào đây. Ví dụ Quỳnh Anh, ấn vào đây là thầy Quỳnh Anh được thêm. Tiếp theo Vân Anh, thầy cô cũng sao chép và thầy cô dán vô, và thầy cô cũng copy Vân Anh, và cứ lần lượt như vậy đến hết danh sách. Và rồi cuối cùng thầy cô ấn thêm và thầy cô ấn đóng. Như vậy là chúng ta đã có một lớp phần được thêm tất cả mọi học viên của mình vô, là chúng ta đã hoàn thành. Và tương tự như vậy, ấn lùi vào phần nhóm mà chúng ta tạo tất cả những cái lớp của chúng ta và thêm tất cả học sinh vào vào lớp như em đã vừa làm với lớp chế biến món ăn. Thầy cô làm bước này xong thì chúng ta sẽ đến với phần thứ hai là phần bài giảng. Cảm ơn thầy cô.